iCamera xin giới thiệu đến bạn thiết bị lọc gió Zoom VKS-U1, giảm tiếng ồn khi thu âm bằng máy Zoom, giảm tiếng ồn của gió trong khi vẫn trong suốt về mặt âm thanh. Lọc gió là phụ kiện quen thuộc khi thu âm, giúp giảm tạp âm do gió và môi trường ngoài để nâng cao chất lượng âm thanh thu được. Nó có thể được sử dụng với các máy ghi âm tiện dụng H1, H2N, H4N, H4N Pro, H5 và H6. Đầu ghi video tiện dụng Q4 và Q8, cũng như các micro Zoom iOS EQ5, EQ6 và EQ7. Theo dõi nhiều hơn các clip bằng cách nhấn nút subscribe bên dưới các bạn nhé.